Đừng hỏi Mỹ Tâm vì sao bao nhiêu năm vẫn hot. Một người nghệ sĩ có thể đứng trên sân khấu hàng chục năm, tuy nhiên để tên tuổi trong ngần ấy năm luôn hot và khiến người hâm mộ luôn dậy sóng ở mỗi lần xuất hiện thì quả là đếm trên đầu ngón tay. Mỹ Tâm là một trong số hiếm hoi đó. Đối với những nghệ sĩ trẻ, từ vị trí chưa có gì đến vị trí ngôi sao là một điều không dễ. Nhưng đối với một nghệ sĩ tên tuổi để duy trì được độ nóng của bản thân và tiếp tục chinh phục những vị trí khác cao hơn, thì quả chỉ duy nhất cái tên Mỹ Tâm làm được trong showbiz Việt cho đến hiện tại. Với Mỹ Tâm, việc thành công với sản phẩm nào đó mỗi khi ra mắt là một điều được khán giả nhận xét là vô cùng dễ dàng. Bởi cô luôn biết thế mạnh của chính mình và khán giả của mình thích điều gì. Những sản phẩm ballad nhẹ nhàng, giai điệu dễ nhớ luôn là lựa chọn số 1 của nữ ca sĩ. Suốt chặng đường ca hát, nữ ca sĩ ra mắt bài hát nào, bài hát ấy nhanh chóng thành bản hit. Bởi lẽ ngoài tài sáng tác giỏi, nữ ca sĩ luôn có những sự kết hợp mát tay với những hit maker có tiếng. Điều đó càng tăng thêm mức độ thành công của những sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ. Gần đây, những tác phẩm của Mỹ Tâm đưa đến công chúng luôn ghi dấu ấn mạnh mẽ. Một đâu chỉ riêng em sâu lắng với lối quay MV mộc mạc chân thật khiến khán giả xúc động lau nước mắt cho chị Tâm. Đến một chị Mỹ Tâm xào râu có phần hài hước trong Đừng Hỏi Em hay điệu nhảy say rượu gây sốt cộng đồng mạng với Người Hãy Quên Em Đi. Mỗi sản phẩm đều mang một sắc riêng biệt và khá đặc biệt. Vì lẽ đó, thành công đến từ những sản phẩm ấy, rằng như là điều chắc chắn. Hướng đi táo bạo trước Mỹ Tâm. Táo bạo không có nghĩa là phá cách và chạy theo xu hướng. Táo bạo ở Mỹ Tâm chính là vẫn giữ nguyên những gì rất riêng, kể cả trong cách hát và cả trong giải quyết mọi vấn đề. Hiếm ai giữ được chất của mình, luôn thay đổi theo xu hướng và cái gọi là thị hiếu. Riêng Mỹ Tâm, chị vẫn là chị, hát cho chính mình, cho khán giả của mình và không bao giờ hát cho ánh hào quang nào cả. Nhạc của Mỹ Tâm không mới, nhưng nó cũng không cũ, vẫn là những bài hát da diết và có chiều sâu, vẫn là lối hát mộc mạc giàu cảm xúc, có chăng là chất lượng hơn và đầu tư hơn. Album Tâm Chính ra mắt cách đây không lâu cũng được cho là một bước đi táo bạo của nữ ca sĩ. Khi chị đi ngược lại với số đông, thay vì phát hành online, thì nữ ca sĩ chỉ phát hành CD như một cách thức đề cao bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Việt. Dẫu chưa thể tạo được một cuộc cách mạng băng đĩa một cách mạnh mẽ, nhưng nó lại cho thấy một Mỹ Tâm dám nghĩ dám làm và tạo nên giá trị riêng cho chính những tác phẩm của mình. Niềm tự hào của nền nhạc Việt với vai trò người tiên phong vươn ra thế giới. Nhắc đến Mỹ Tâm là nhắc đến vai trò tiên phong vươn ra thế giới. Bằng chứng là nữ ca sĩ luôn là niềm tự hào của nền âm nhạc Việt với những giải thưởng mang tầm quốc tế. Và cái tên Mỹ Tâm là người đầu tiên mang về niềm vinh dự đó. Những năm gần đây, Mỹ Tâm chẳng mặn mà với hầu hết các giải thưởng trong nước và dễ dàng nhận thấy rằng nữ ca sĩ rất hiếm khi xuất hiện tại lễ trao giải nào. Điều đó không có nghĩa rằng thành công của Mỹ Tâm không được ghi nhận. Cô sở hữu cho mình những giải thưởng uy tín nhất nhì khu vực và xuất hiện trên những phương tiện và bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất thế giới. Nổi bật nhất phải kể đến là giải thưởng Best Asian Artist tại lễ trao giải uy tín bậc nhất khu vực Đông Nam Á MAMA 2012 và Mỹ Tâm là người nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này, tạo nên tiền đề cho các gương mặt nghệ sĩ Việt tiếp theo tại sân chơi quốc tế này. Tiếp nối thành công năm 2013, Mỹ Tâm tiếp tục ghi tên mình vào giải thưởng MTV EMA với hạng mục Best Solder ASEAN. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ Tâm còn khiến fan nước nhà tự hào khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải World Music Award 2014 với giải thưởng Nghệ sĩ Việt Nam bán được nhiều album nhất và hàng loạt những giải thưởng uy tín khác. Đặc biệt trong thời gian này, người hâm mộ đang nóng lòng đến từng ngày để được chứng kiến Mỹ Tâm cất cao giọng hát tại sân vận động Chang Dung, Hàn Quốc trong live show concert First Love vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 10. Cô sẽ là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên có concert tại một trong những sân vận động nổi tiếng nhất của đất nước xứ Kim Chi này. Rõ ràng cái tên Mỹ Tâm chính là niềm tự hào của âm nhạc Việt ở thời điểm hiện tại. Một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, một hướng đi riêng biệt, một nghệ sĩ hoạt động, hiệu quả mọi mặt trận cùng với những giải thưởng quốc tế thì việc Mỹ Tâm luôn hot cũng là điều tất nhiên và dễ dàng lý giải.